Ê cô chú ơi, chơi buổi sáng dậy nè. Chị đang ăn cơm với canh đó cô chú. Đói bụng không? Ngon không? Ngon không? Ngon à? Ngon ngon. Chị xin ngồi đây đi cho đỡ xéo, bị xéo cái tay. Từ chưa nhai xong. Đúng rồi, phải nhai cho nhuyễn nhớ. Ngon không? Ngon không? Chay, chay, đút cho nó thử miếng rau phải ăn rồi xem. Không ăn rau hả chay? Ăn rau đi con, ngon lắm. Chứ phải có nàng cháu lờ mặn chứ. Khổ cảm, khổ đẹp ăn. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Để lại mẹ coi. Ngon không? Nhìn nè, nhìn nè. Ngon phải không? À. Khoái bấm bấm lía lịa bấm bấm không ngừng luôn. Rồi rồi sáng ôm em ra bỏ em đây. Để ở trong kia đi. Tự nhiên cái đem ra phải không phải ôm em ra. Ngon này. À nữa nữa nữa. Khoái canh này nè. Canh này là canh spinach nè cô chú. Con bỏ nữa. Con bỏ cái gì? Không, cái đó là để ăn sống. Rồi, tối nay không biết ăn gì đây ta. Một đề tài nguyên thở là tối nay không bao giờ biết ăn cái gì. Chị làm cái sườn chiên chiên xả đi, sườn chiên xả thì lâu quá quanh sườn chiên xả. Chiên xả hả? Ờ, cái gì cô chú mà? Xả mình có lắm. Còn xả bằng ở trong. À, xả bằng đi hộp thôi. Được. Cái muốn còn hả? Con bưởi chín nữa. Con bưởi. Thôi khỏi đi để chiều nay ăn chung với lại cái rau sống kia. Hái chì đi. Này đây. Hello cô chú à. Trời ơi nhảy đang nhảy đó. Giỏi quá. Trời ơi. Trời ơi sáng ăn giỏi dữ luôn đi. Đừng có nhón nhón lên đi, đứng xa xa ra đi. Chay này dậy sớm mà cô chú ơi, chay bữa nay là dậy hiện tại sợ là mới đó 11 giờ là mà gì đáng cho nó đừng có ngủ cho tới 7 giờ chiều rồi. Hôm qua nó ngủ tới mấy giờ? Không quá lâu, ngủ tới 6 giờ tối, nó ngủ sớm cho con đâu có được. Con ngủ được không? Từ cả đêm ngủ được đó à. Có 11 giờ mấy 12 giờ nó mới ngủ. Cái ca này đã xuống rồi con. Không, nhưng mà phải kêu nó dậy chứ. Nó 5 giờ đừng có cho nó ngủ quá hơn 5 giờ. Quá 5 giờ là chết con luôn chứ bạn. Mày muốn chưa là ngủ cái gì? Rồi giờ 7 giờ dậy nè, 7 giờ dậy là cỡ 10 giờ rưỡi 11 giờ ngủ lại nè. Ngủ lại cho tới mà nếu mà ngủ lại cho tới 2 giờ 3 giờ là được rồi. Chứ còn không cho ngủ nữa. Không ngủ nữa. Không có ngủ là bé em rơ rơ. Thì cho nó ngủ cân tiếng tới mấy tiếng coi. Trời ơi ngủ cho tới 6 giờ chiều là chết luôn. Tôi giờ cần ngủ ngon rồi mà chứ kéo lên tôi chứ kìa. Biết rồi ngủ ngon kia vậy tội. Con nhiều khúc nhiều lúc nó ngủ con cũng thấy ngủ ngon quá kêu vậy cũng thấy tội mà thôi kệ nó đi, nó tội nó ai tội con. Hả chạy cái chọi con ai chọi mẹ đây. Tao bị hạn mềm tôi. Hạn mềm cho tỏ đó. Nghỉ phải rồi đó. Sắp thì nè lấy cái chùi miệng đi. Lấy cái chùi miệng. Nhảy đi. Nhảy đi.
chưa? Rồi cho ăn lại lẹ đi, cần cúp iPad nè. Chi đâu đó, mấy muỗng cuối là thường thường vậy đó. Con bị cứng cuối lắm. Rồi thôi nghỉ đi cho nó ăn, để cho nó ăn đó. Để cho nó ăn, ăn lê đi. Ăn lê nè. Có hút miếng canh này. Miếng canh này con. Miếng canh. Canh thì dịu hấp hả? Vậy thôi vô vô. Đó đó. À được, chưa sống. Rồi cho nó hấp canh đi. Con này cứng như ăn rồi. Trời ơi, hấp canh này ngon không con? Ngon không? Rồi cái mỏ kìa. Nhanh ngon không? Hấp canh, hấp canh, hấp canh, hấp canh. Men la dĩa mình cố. Ngon không? Rồi xong rồi cái vô rửa mặt hả? Rửa mặt, rửa tay, thay tả, thay đồ. Bắt đầu một ngày mới. Không chay. Ăn này không? Ăn không? Con nói sao? Chay hả? Chay tên, con tên Chay á hả? Mấy tuổi rồi? Hả? Con mấy tuổi rồi? Mẹ nè ăn không? Hả? À mẹ đi. À mẹ. Hả? Con tên gì? Chí. Mấy tuổi rồi? Chưa. Chưa hả? Con đếm coi. 1 2 3 4 5. Con nói nè, con nói nè, apple. Apple. Xin nói lại nè, nói lại nè, nói lại apple. Nói đi. Apple. Yeah. Apple là gì? Apple là táo. Con nói đi, apple. Ngon không? Ngon. Ngon hả? Ngọt không? Ngọt không? Ngọt không? Nè, nói cho cô chú nghe coi ngọt không? Cho cô chú ăn với. Để giữ giữ thôi, để dưới ta nghe, để thấp để cao quá cô chú không thấy á. Thôi ăn thôi chứ đừng ôm em. Ăn ôm em cái gì? Cho cô chú ăn với em. Để giữ thấp thấp thôi, để cao cô chú không thấy á. Ăn mà còn ôm em nữa. Con miệng ăn xạo dễ sợ chưa? Ăn đàng hoàng. Gì cho mẹ hả? Sao hả? Sao nhả ra? Ăn nước rồi hả? Đứng im chỗ coi. Cái này không có iPad rồi, nó không đứng im chỗ rồi, thấy không? Có iPad nó mới đứng im một chỗ. Không có iPad rồi nó đi cà dông. Lại ghế ngồi ăn đi con nè. Rồi lại ghế ngồi ăn đi. Đi lại ghế ngồi ăn. Đi ngồi xuống, lại ghế ngồi xuống. Ngồi xuống, sit down please. Rồi có cái ghế sạch ghê chưa? Xa. Xa. Xa sao? Xa. Xa gì? Ồ, ồ. Trời ơi, rồi, rồi ăn. Ăn táo ăn kiểu đó rồi mà rồi. Nè. Nữa. Đây 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 mẹ, đây mẹ, đây mẹ. Đây đây đang ăn táo, nó đang ăn táo. Rồi. Tối ba nó phải ra khuấy nó chơi sữa uống á. Hả? Tối ba nó phải ra khuấy nó chơi sữa uống. Ừ. Chơi sữa ba bình rồi mà quên ra khuấy đó. Quên khuấy hả? Ừ, quên khuấy đó. Ủa cái ghế nó đâu? Ta lấy ghế cho ngồi, ta ghế màu xanh xanh bữa con mua. Đi. À, lấy ghế ra đây chơi. Ừ, lên đi con. À, nhả hả? Nhả. Rồi. Số ăn cái này toàn nhả không hả ta? Mọi đồng nhả không có mà. Rồi,
Đã chưa? Ăn xong gì vô đánh răng nghe chưa? Đâu, răng cậu ra đuôi muốn về giải đi con. Hả? Hai đứa cãi bá cãi nữa chứ mình. Ai? Hắn. Con cũng chả, con không biết bao nhiêu cái răng nữa. Bây giờ kêu nó hả miệng ra nó không có chịu hả. Ba chú. Không có đếm được nó bao nhiêu cái răng rồi nữa. Được mày cái răng cậu chứ miệng về em giả chô chô chô. Nó trên mặt rồi. Gì gì? Trời ơi, có hai cái ghế mà nó lượn qua, nó lượn lại nè. Nó lượn tới, nó lượn lui hai ghế. Vậy đó hả? Ừ, chơi vậy đó hả? Ủa, trời, 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 trời. Are you okay? Are you okay? Đau miệng hả? Cướp. Đi mua hôn đi con này. À, con này nó khoái con này nè. Con này có tiếng uống. Không, mấy con kia nó khôn mơm gì mấy. Không có con này thì nó ôm mấy con kia thôi chứ. Ê, nhả nhả nhả. À, nhả nhả. À, đi lại mẹ để nhả. Giặt mấy đường đưa lại cái bên sạn anh tặng. Mẹ con mua không, tối mà không có con này nó không khó ngủ vậy phải giỡn đâu nghe. Giờ là cái chấm của hắn. Cái chấm cỏ một con đi nè. Bụi chùm đi nè. Chùm đi. Peekaboo. Rồi, thôi rớt, nghỉ vẻ đây. Rồi, đi vô thay đồ, đi. Rồi, nhả ra, nhả ra. Rồi, đi, đi vô thay đồ đi, đi. Chạy, 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 chạy. Chạy 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 đi. 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 Rồi bước lên. Bỏ em ra đi. Bỏ em xuống đi. Rồi nó răng đi. Em răng cho cô chú coi đi. This is the way we brush our teeth so early in the morning. Brush. Brush. Brush, brush, brush. Rồi, bỏ cái máy răng không? Xịt cái máy răng không? Nè, cho cô chú coi cái máy răng banana nè. Đó, đây, đây. Thấm chút nước vô đây nè. Đó, rồi, cầm đây mày xịt vô. Thấy, thấy, mày xịt vô. Xịt vô. Đi chưa? Rồi, đó này. Đó. Dì, ngon không? Ngon. Ngon ha, cái máy răng cũng ngon luôn hả? Rồi, mở lên, mở lên. Đánh đi. Dạo này lì lắm cô chú, nó không chịu đánh răng nữa cô chú. Nó đánh xạo xạo vài ba cái rồi thôi vậy. Đánh răng không? Dạo này đánh răng là phải hả đè ép rồi hả? Là phải giống như là quýnh lộn vậy. Đánh răng đi. Không đánh là tới mẹ đánh đó. Mẹ đánh là mẹ kìm tay kìm chân lại là mẹ. Là khóc quá nghe. Ngày nào cũng vậy hết á. Ngày nào cũng phải kìm tay kìm chân lại rồi cái là nằm khóc sùm vậy đó. Giờ hết chịu đến răng rồi. Ở dơ quá trời ở dơ luôn. Rồi giờ tới mẹ đánh con nha. Thả miệng ra. Thả miệng ra. Thả miệng ra. Thả miệng ra. Đó cô chú nói là vậy đó. Chú. Không có chú này đâu, giờ mày tắt máy mày đánh răng nè. Rồi. Nhổ nước miếng ra. Nhổ nước miếng ra đi. Nhổ nha. Nhổ chưa? rửa mặt ha. Lên đường ngồi rửa mặt nha. Lên này ngồi rửa mặt nè. Đó, ngồi xuống nè. Chướng bên này là chướng đời nè. Chướng đời nè. Rửa mặt. Giờ đã rửa mặt chứ nó khó khăn lắm. Ê, quay đây mày rửa mặt.
Ê mẹ coi, vàng không nè, đây 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 cái vàng nè, vàng đâu? Rồi xong xong xong. Giờ rửa tả nha, để thầy tả rồi rửa nha.